Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa lan thái trắng để bàn thờ. Rồi trước tiên mình sẽ cắt lá dừa nha các bạn nha. Các bạn cắm ở phía sau, ngay phía sau luôn, ở giữa. Rồi các bạn nhớ quay ngược lá lại nha. Khi cắm lá dừa rồi thì mình sẽ cắm cái lá bát tài.
Rồi mình sẽ cắm hoa lan nha. Lựa cái cành hơi thẳng một xíu các bạn. Thế thì các bạn cứ chọn những cái cành hoa lan như thế này nè. Đó, chúng ta cắm để cho cái hoa chúng ta nó quay về phía trước. Những cái cành hoa lan này là cái cành mà mình cắt ra đó, mình cắt ra nó còn dư lại thì mình sẽ dùng nó để chúng ta cắm đệm vào, xen kẽ vào nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng một cái hoa ly. Các bạn ngắt ngắt cái nhụy hoa này đi nè thì nó sẽ tươi lâu hơn nha. Thì cái nhụy hoa này á, các bạn để thì nó nở ra, nó sẽ làm dơ cái cánh hoa của mình á. Nên các bạn cắt đi và chúng ta cắm ngay ở giữa. Rồi, chúng ta để vậy là khi mà cái hoa ly của chúng ta nó nở, cái này nó chưa có nở hết nha các bạn nha. Nó nở ra thì nó sẽ rất là đẹp. Vậy là clip đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.